Xin chào các bạn, lại là Tâm đây. Hiện tại Tâm đang có mặt ở quận 2. Các bạn có thể thấy con đường rất là dưới bên Tân sao được mấy cái đường này. Giờ trên lên đây giống như là dân núi mới lên vậy. Thì ngày hôm nay Tâm sẽ chỉ sơ cho các bạn xem một trụ bóng vinh tạc theo kiểu Tây. Đây là làm cho một cô boss. Rồi các bạn cùng đón chờ xem điều gì đặc biệt sẽ xảy ra nha. Sẽ dừng clip tại đây thôi các cháu nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá, để bà có thêm tí sức mạnh nhá. Đó mọi người ơi. Video sẽ kết thúc tại đây nha. Nếu như mọi người thấy hay thì để lại cho Tâm một like, cũng chia sẻ nhé cả nhà, cũng như một đăng ký nha. Nếu mọi người thấy cái trụ bóng hồi nãy đẹp sắc thì comment dưới hay là để lại cho Tâm một like. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một clip khác. Bye bye.